nhằm ngày 15 tháng 9 năm Quý Mão. Lễ động quan vào lúc 5 giờ 0 phút ngày 1 tháng 11 2023, tức là ngày 18 tháng 9 năm Quý Mão. Sau đó linh cữu được chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ thì lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người trong và ngoài nước luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đến với những cái thông tin mới nhất ngày hôm nay thì chúng tôi xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn lễ tang của em Lê Thị Thu Hiền. Em Lê Thị Thu Hiền sinh năm 1985, quê quán tại Hà Tĩnh. Không may em đột ngột qua đời, được chồng con, gia đình và các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa. Nhưng em đã không qua khỏi và đã tạ thế, nay đã trở về với tổ tiên, để lại những nỗi niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, chồng con cùng với toàn thể người thân trong gia quyến. Chương trình lễ tang của em Lê Thị Thu Hiền diễn ra như thế nào? Chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị và các bạn chúng ta hãy theo dõi ngay sau đây. Tiếp tục ngày hôm nay thì Khai Béo TV xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn lễ tang thật sự đau lòng. Đó là lễ tang của em Lê Thị Thu Hiền. Em sinh ngày 18 tháng 6 năm 1985, nguyên quán em sinh sống tại Hà Tĩnh. Không may, em đột ngột qua đời. Mặc dù đã được toàn thể gia đình cùng với các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa trong nhiều ngày qua, và gia đình cũng nghe đâu có thầy thuốc tốt là đưa em tới đó, nhưng vì sức cùng lực kiệt, em đã chốt đi hơi thở cuối cùng vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2023, tức là ngày 15 tháng 9 năm Quý Mão. Em hưởng dương 39 tuổi. Chương trình lễ tang, lễ nhập quan vào lúc 12 giờ 0 phút ngày 29 tháng 10 2023, nhằm ngày 15 tháng 9 năm Quý Mão. Lễ động quan vào lúc 5 giờ 0 phút ngày 1 tháng 11 2023, tức là ngày 18 tháng 9 năm Quý Mão. Sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, Chánh Phú Hòa. Kính thưa các quý vị, đây là một sự mất mát, đau thương không có gì có thể bù đắp được đối với gia đình của em Lê Thị Thu Hiền. Em mất đi thì để lại cho chồng, cho các con những nỗi niềm tiếc thương vô hạn, để lại cho bố mẹ, ông bà kể từ nay không bao giờ có thể gặp lại một người con, một người vợ, một người mẹ như ngày nào được nữa. Dẫu biết rằng sinh ly tử biệt là lẽ thường tình, nhưng sự ra đi của em sao quá đột ngột, quá thương tiếc mà không biết làm sao được. Biết bao nhiêu những ngày tháng, biết bao nhiêu những năm tháng vất vả, gian truân của cuộc đời, vợ chồng em đã gây dựng cuộc sống cho đến ngày hôm nay. Cũng chỉ mong rằng cuộc sống ngày càng phát triển, kinh tế đi lên, các con được ấm no, hạnh phúc. Hà Nội, mà đến ngày hôm nay sao quá đau lòng. Tình vợ chồng nay đã âm dương cách biệt, nghĩa tình này còn mãi đến ngàn sau. Hiền em ơi, vợ chồng mình đã trải qua bao nhiêu những thăng trầm vất vả của cuộc đời, cho đến hôm nay cũng chỉ mong rằng vợ chồng mình được hạnh phúc bên nhau. Nhưng quá xót xa, quá đau xót mà không biết làm sao được với cảnh
âm dương đôi ngả. Vợ chồng mình đã mãi mãi lìa xa nhau. Những tháng năm qua đã trải qua bao nhiêu những thăng trầm. Giờ này đây mà em lỡ bỏ bố con anh về, không bao giờ trở lại được nữa. Thế là từ đây, có miếng ngon miếng ngọt thì anh biết chia sẻ cùng với ai? Giây phút này đây cũng chỉ biết nói rằng, em hãy ra đi về nơi yên nghỉ, hãy về chỗ vĩnh hằng an giấc thiên thu. Để rồi từ đây trở đi không bao giờ gặp lại, nghĩa tình này còn mãi đến ngàn sau. Mẹ ơi, hôm nay đây suốt cả cuộc đời, biết bao giờ con gặp lại mẹ. Tháng năm qua con ở bên mẹ, những niềm vui chan chứa bên con, mà giờ này đây mẹ không còn nữa. Biết về đâu thấy bóng mẹ hiền. Người ta thì có mẹ đủ cha, mà ngày hôm nay sao mẹ nỡ để cho chúng con mồ côi mẹ. Tháng năm dài hắt hiu gió thổi, một mình mẹ thui thủi trốn đồng hoang. Mẹ để cho chúng con biết bao nỗi bàng hoàng, nay mất mẹ về đâu tìm lại. Mẹ có khôn thiêng, xin mẹ hãy trở về chở che độ trì cho chúng con, cho tất cả gia đình được mạnh khỏe bình yên.